Hello children, xin chào các em. Let's learn unit starter. Hello, lesson 2, grammar and song. Chúng ta hãy học bài học đầu tiên nhé. Bài xin chào. Bài số 2, ngữ pháp và bài hát. Let's sing. Chúng ta cùng hát theo nhạc nhé. Hello, hello, can you clap your hands? Can you stretch up high? Can you touch your toes? Can you turn around? Can you say hello? Hello, hello, can you stamp your feet? Hello, hello, can you stamp your feet? Can you stretch up high? Can you touch your toes? Can you turn around? Can you say hello? Hello, hello. Can you clap your hands? Hello, hello. Can you stamp your feet? Guessing game, trò chơi đoán từ. Các em sẽ nhìn vào hình và đoán đó là từ gì. Tim. Hello. Rosie. Goodbye. Exercise 1. Listen and repeat. Các em sẽ nghe và lặp lại câu hỏi và câu trả lời về tên nhé. Trước tiên các con hãy nghe câu hỏi và câu trả lời. Listening 5. Listen and repeat. What's your name? I'm Rosie. Các con sẽ nghe và lặp lại câu hỏi và câu trả lời nhé. Listening 5. Listen and repeat. What's your name? I'm Rosie. Listening 5. Listen and repeat. What's your name? I'm Rosie. What's your name? I'm Billy. What's your name? I'm Billy. What's your name? I'm Tim. What's your name? I'm Tim. Let's talk. Chúng ta hãy tập nói theo mẫu câu nhé. Bạn nữ muốn hỏi tên của bạn nam, bạn nữ sẽ hỏi What's your name? Bạn tên gì? Bạn nam trả lời I'm Huy. Mình tên Huy.
Chúng ta hãy tập hỏi và trả lời nhé. Let's sing. Chúng ta cùng hát bài hát theo nhạc nhé. Listening 6. Listen and sing. Listen, point and repeat. Các con sẽ nghe, chỉ và lặp lại những từ về động lệnh trong lớp nhé. Listening 7. Listen and point. Listen to your teacher. Nghe giáo viên. Stand up. Đứng lên. Sit down. Ngồi xuống. Raise your hand. Giơ tay. Line up. Xếp hàng. Listen and repeat. Nghe và lặp lại lần nữa nhé. Listen to your teacher. Stand up. Sit down. Raise your hand. Line up. Listen to your teacher. Stand up. Sit down. Raise your hand. Let's talk. Các em sẽ tập nói những câu chỉ động lệnh trong lớp. Listen to your teacher. Stand up. Sit down. Raise your hand. Line up. It's workbook time. Các em sẽ làm bài trong sách bài tập. Exercise 1, Mess. Bài tập 1, nối. Các con sẽ nối hình tiếp theo sao cho đúng. Câu số 1, tím, rấu xí, tím, rấu xí. Nối với tìm. Tiếp tục các con sẽ làm bài số 2, bà. Exercise 2, Boys and Shay. Các em sẽ chỉ vô hình
và nói những câu động lệnh trong lớp. Bạn thứ nhất, listen to your teacher. Các em sẽ nói tiếp hình số bạn số 2, 3, 4 và 5. Bài tập về nhà. Các em sẽ luyện tập hỏi và trả lời về tên đã học và tập đọc động lệnh trong lớp nhé. Goodbye. Bye 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 goodbye. I can clap my hands. I can stamp my feet. I can clap my hands. I can stamp my feet. Bye bye goodbye. Goodbye, bye bye, goodbye.